Ủy ban đối soát phòng dịch trung ương thuộc cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc Kdca công bố, tính đến 0 giờ ngày 21 tháng 10, Hàn Quốc ghi nhận 1.441 ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca nhiễm mới giảm gần 500 ca so với tuần trước, lần đầu tiên trong vòng 14 tuần giảm xuống dưới ngưỡng 1.500 ca, xét riêng trong các ngày thứ tư, ngày thường có số ca nhiễm tăng cao trong tuần. Thủ đô Seoul ghi nhận 35 ca nhiễm liên quan tới chợ thông Teumul, nâng tổng số ca nhiễm liên quan tới nơi này lên 120 ca. Số ca nhiễm liên quan tới trung tâm trẻ em ở quận Kuro cũng tăng lên thành 14 ca. Tính đến 0 giờ ngày 21 tháng 10, tỷ lệ hoàn thành tiêm chủng đạt 67,4% dân số. Nếu chỉ xét riêng dân số trên 18 tuổi, thì tỷ lệ tiêm chủng xong đạt gần 80%. Chính phủ nhận định sẽ đạt mục tiêu hoàn tất tiêm chủng cho 70% dân số vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau. Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đang tiến hành tiêm chủng mũi bổ sung cho người cao tuổi có rủi ro cao. Ngoài ra trong tuần sau, chính phủ sẽ công bố kế hoạch tiêm mũi bổ sung cho người đã tiêm bằng vaccine của Janssen. Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật có sự tham gia của quan chức chính phủ và chuyên gia dân sự, hiện đang thảo luận phương án nới lỏng dần các biện pháp phòng dịch dựa theo tỷ lệ hoàn thành tiêm chủng và năng lực đối phó y tế. Trong ngày 22 tháng 10, Ủy ban sẽ tổ chức họp toàn thể và thảo luận giữa các chuyên gia thu thập ý kiến theo từng tiểu bang ở các lĩnh vực, lập phương án để từng bước khôi phục đời sống thường nhật.